Xin chào. Bạn có phải là một người nghiện cà phê không? Hãy đến với chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn một cách pha cà phê kiểu mới. Đây là pha cà phê theo kiểu bình syphon. Dụng cụ của nó là một cái bếp mình đốt cồn. Và đây là thiết bị. Nó rất là đơn giản nhưng mà cũng khá là thú vị. Bây giờ đây là nước, đây là cà phê. Cà phê của chúng tôi là được sử dụng loại cà phê của Gia Lai, mang thương hiệu là CP10 BẰNG BÌNH. Nguyên hạt là về đây màu xanh. Đây là quá trình đốt để nước sôi. Trong lúc đấy thì mình có thể ngồi chờ nước sôi, mình sẽ dùng máy điện thoại và chat Facebook. Một cái bình cà phê này mình có thể pha cho được 3 ly và 3 nghìn. Nước bắt đầu gợn sôi, sắp sôi. Phía dưới là nước các bạn nhé, được đốt nóng bởi một cái đèn cồn. Còn cà phê khô là mình để trên cái bình phía trên. Khi nước sôi thì mình sẽ xem là cái gì nó xảy ra. Rất là thú vị. Cái bình pha này nó rất là phù hợp với cả mùa đông. Nếu như là hơi rét thì mình có thể ngồi sưởi ấm luôn. Đây, đang sưởi ấm. Gia đình bạn nào mà hay dùng cà phê có thể mua một cái máy, một cái bình pha này và mình dùng tại gia đình. Một cái bình pha này mình dùng cho cả gia đình uống. Thời gian để cái nước này sôi thì cũng phải tầm 5 phút. Cà phê ở đây, cà phê khô. Sôi và hơi nước đang bốc lên để nó làm ẩm cà phê đây. Cái máy này là cái bình pha này là có một bạn Hiếu, bạn ý là phiên dịch của Công Phượng khi Công Phượng ở Nhật, và bây giờ bạn vẫn là đang làm việc ở Nhật và bạn gửi về tặng cho quán. Đây, nước đang dần hút lên ạ. Nước lúc nãy là đến đây và bây giờ là nó đang hút dần lên đấy. Nó bắt đầu cạn dần, nó tự hút lên trên cái bình trên đấy, nước đang cạn, đang bơi dần đấy. Cà phê đang đầy lên đấy, đang nở. Sau một phút thì nước nó hút lên và mình cho nó đun khoảng tầm một phút thì mình bỏ cái lửa ra. Bây giờ dần nước đang hút lên trên cái bình trên và ở dưới nó còn rất là ít. Khi mình cảm thấy là đủ để cho nó chín cà phê thì mình sẽ nhấc cái bình cồn này ra ngoài. Các bạn hãy theo dõi là nó sẽ xảy ra hiện tượng gì nhé. Cà phê bắt đầu chảy xuống và khi đấy mình có thể dùng cái thìa này mình khuấy để còn chút nào cà phê để nó hết.
cái chất lượng cà phê này thì rất là phù hợp với cả những khách hàng là người nước ngoài, bởi vì họ không sử dụng cà phê quá là đậm đặc và họ chỉ cái gọi là tinh túy nhất của cà phê thôi. Cà phê nâu hay là gì đó thì mình tự pha chế. Chúng ta sẽ rót vào đây. Hiện tại đây là chúng tôi pha cho hai người. Nếu mà bạn dùng sữa thì cho sữa vào, và nếu mà dùng đường thì cho đường vào, hoặc là uống nguyên chất. Các bạn thấy thế nào? Rất là thú vị đúng không? À, hãy đến Sitcom Coffee Hà Nội để trải nghiệm cách pha cà phê.